Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. SNT-10 nọng súng bắn máy bay của dân chơi Cà Mau. SNT-10 là dòng xe con tay của nhà sản xuất Yamaha. Sau rất nhiều thế hệ từ các đội ngũ đời trước, với dốc quán tương đối nhỏ gọn ở phân khúc 105cc, thì giờ đây một thế hệ mới ra đời mang tên là SNT-10 có rất nhiều cải tiến vượt bậc từ quốc dáng đến phân khúc 150cc vượt trội. Với sự sáng tạo của rất nhiều biker mà rất nhiều bản độ được cho đời mỗi ngày theo một phong cách khác nhau. Khoác mình một áo thân trần đơn giản với cái màu chủ đạo là xanh chibi rất mạnh mẽ. Phần đầu nhẹ nhàng với tay thắng Rebo và tay con CR tích hợp thêm cái chống gãy, kính rù tròn Rizuma. Dàn chân lướt gió đầy cứng cáp với cái niềng nhôm Razor Boy cùng với câm vàng chân đen để X1R ốc rô ti tạo điểm nhấn ở bánh trước lái. Số gãy đôi CNC tạo sự cứng cáp cho chiếc xe. Phần đuôi rất bắt mắt với biển số ốp gầm mang phong cách phân khối lớn. Xi nhan ốc áo thon gọn so với nhân zin. Đĩa sau theo đĩa bông mai cực đẹp. Điểm nhấn ở đây chính là cái động súng Levin Carbon cho âm thanh cực kỳ quy lực với cái cổ lớn so với cái khúc nối titan rất đẹp mắt. Bộ nhôm xin đĩa DD vàng ống ánh đầy sang chảnh. Một góc nhìn trực diện với cái động súng Levin Carbon chỉ thẳng lên trời. Cảm ơn bạn theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, share và subscribe.